Ngày 16 tháng 8, Bộ Y tế công bố, cả nước ghi nhận 18.644 ca trong nước và 4.473 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 15 tháng 8 đến 18 giờ ngày 16 tháng 8, ghi nhận 8.652 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 8.644 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 3.341, Bình Dương, 2.522, Long An, 599, Đồng Nai, 588, Khánh Hòa, 262, Đồng Tháp, 158, Tiền Giang, 152, Vĩnh Long, 131, Đà Nẵng, 96, An Giang, 87, Cần Thơ, 86, Sóc Trăng, 75, Trà Vinh, 71, Phú Yên, 62, Thừa Thiên Huế, 60, Tây Ninh, 52, Hà Nội, 50, Bình Thuận, 33, Kiên Giang, 32, Ninh Thuận, 27, Gia Lai, 25, Nghệ An, 24, Hà Tĩnh, 17, Đắk Lắk, 11, Quảng Nam, 11, Bắc Ninh, 11, Lâm Đồng, 8, Thanh Hóa, 6, Nam Định, 6, Hậu Giang, 6, Bình Phước, 6, Lạng Sơn, 4, Cà Mau, 4, Quảng Ngãi, 4, Ninh Bình, 3, Bình Định, 3, Lào Cai, 2, Quảng Bình, 2, Sơn La, 2, Bạc Liêu, 2, Hà Nam, 1, Hải Dương, 1, Thái Nguyên, 1, trong đó có 2.422 ca trong cộng đồng. Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 930 ca. Trong ngày 16 tháng 8, có 4.473 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi là 106.977 ca. Ngày 16 tháng 8, tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ghi nhận 368 ca tử vong. Trong ngày 15 tháng 8 có 508.244 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 14.666.708 liều, trong đó tiêm một mũi là 13.287.434 liều, tiêm mũi 2 là 1.379.274 liều,